Vợ anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bây giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người có ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy nhiều cá. Người muốn đề được Đức Giêsu lên nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy đã có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn đến được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cả đường làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ khỏi chết. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Có thể bình thường hay là tầm thường ở trong cuộc sống của chúng ta.
nơi bữa ăn, nơi bữa cơm, nơi công chiều nhân dạng mỗi ngày, hàng ngày, ngay cả khi chúng ta thất bại, ngay cả khi chúng ta thất vắng, Chúa Giêsu Hội Chúng luôn luôn đồng hành và luôn mời gọi chúng ta hãy tiếp tục hành thả ơn ở lại thiên đình đến cả tại đây và chú vẫn phục vụ chúng ta đặc biệt ở nơi lời của Chúa và trong cái thực thể mà chúng ta tham dự.